Chanh chào mọi người nha. Hôm nay Chanh đi câu cùng với anh Bằng với anh Nam lên để bãi mới mọi người. Chỗ này thuộc cũng thuộc tỉnh Bình Phước á. Chanh mới lên đây lần đầu. Cái hồ nhỏ. Anh Bằng nói nha, mấy năm trước anh lên đây câu cũng có cá dữ lắm á. Nay đi lên đây không biết sao đây. Bên kia có anh nào câu bển nè. Rồi bây giờ lên dựng chòi. Lên dựng chòi cắm trại ở đây luôn. Cái chuyến đi này đi chắc 3 ngày mọi người, xem tình hình sao. Nếu mà không có cá thì về sớm. Chanh cũng gần xong tấm bạc mọi người. Giờ chuẩn bị đi câu thôi. Anh Bằng thì đứng đây câu, còn anh Nam thì đi lên ngọn à. Trước tiên Chanh tắm mấy nhái trước. Đi đường xa. Đừng hết à. Nãy giờ có thấy cá rượt vô không anh Bằng? Chưa luôn. Bây giờ Chanh đi xuống dưới phía này nha. Xuống phía dưới này câu thử. Ở ngoài có rong rong đã lắm. Thấy cá không? Vừa mới ráp cần câu xong rồi trời mưa mọi người. Mưa rầm rầm. Câu thử quăng xíu nha, cái mưa lớn thì Chanh lên nhìn trú mưa. Thấy cái chỗ nước trống vậy chứ ở dưới rong không, ở dưới nên cá nó tự tựa theo rong á. Một con đầu tiên. Đằng xa nó nhào tới. Nó hơi nha. Nó hơi HVA. Cá này chắc loạn quá. Con này Chanh thả nha, nhưng mà Chanh bỏ vỏ cho may mắn. Lát nữa Chanh thả. Bây giờ mưa nó càng ngày càng lớn mọi người. Mưa dầm nhưng mà giờ nó mưa nhiều hạt hơn. Chanh thả con cá này nha. Rồi, giờ lên chòi. Lên chòi nghỉ ngơi kiếm đồ ăn. Hồi nãy Chanh mới liên lạc với anh Nguyễn Phương Fishing, không ngờ là ảnh cũng ở gần đây. Bây giờ Chanh cùng với anh Bằng với anh Nam sẽ qua nhà anh Phương để ngày mai anh dắt đi câu nha mọi người. Mới rồi tới
Mẹ mình chạy chở đi đổ chạy. Con chào chú. Chào con. Hả? À, chào anh Phương. Chào anh em nha. Coi tên lâu lắm rồi nay mới gặp. Rồi, đi xe vô đi tính. Nguyễn Phương Fishing. Quá. Rồi, mình chơi đi. Mới liên lạc được với anh. Ở nhà anh đây hả? Thôi nhà anh ngoài chỗ. Dạ. Toàn là cần thủ không nha mọi người. Anh Tuyến thì ở ngã tư Trân Thành, còn anh tên gì? Tự. Anh tên gì? Anh Tự. Dạ. Anh Tự thì ở quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ chuẩn bị đi câu mọi người, 5 giờ mấy. Hôm qua anh Tiến anh câu 3 con, nó cá bự bự không ạ. Đã, xe của Tự mới đã nè. Có nhỏ mà nó trong giòn thôi. Mình thấy mình tối ngủ nghe nhảy đùng 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 chứ. Mình thấy đây. Thấy chưa? Cá cũng được được. Ừ. Vậy là con rồi. Nói bào này của cá hả? Ừ. Bào ngoài đây hả? Nhiều cá lắm. Mấy em nghe nhiều lắm. Mấy ngày mấy bữa trước tuần tháng trước ông kia ông lên cũng làm chục con. Bào này bào cá rô hả? Bào cá rô. À. Nhưng mà bào này bà gọi là bào một, bào kia bào hai. Trong đây khoảng 200 mét nữa nhưng yeah. mà bào kia nó không đẹp bằng này. Ừ. Em nội ra ngoài á cá bự lắm. Hôm qua hai ông này đều xảy Google cả. Ừ. Mà câu suốt ấy mà cá lúc nào không có. Yeah. Mượn thế này dễ câu nè. Nó ở ngoài á, ở ngoài ừ. nó có những cái ao á trống á. Em tưởng đâu nó nhỏ, nó rộng ghê chứ. Bào này bự mà. Bự mà nước có rút á. Yeah. Nước có rút về mà cá ở những cái ao này nước không bao giờ cạn. Dạ, nước mà nó rút vậy thì ngon. Rồi tranh tới chỗ câu rồi mọi người. Đây là cái bào nha. Bào cũng khá là rộng luôn á. Bây giờ tranh với anh Bằng câu đây, còn ba anh kia thì qua bào bên kia. Ở đây có hai cái bào luôn. Tranh mới bơm xong cái xuồng mọi người. Lôi xuồng ra ngoài đó câu. Xuồng để đồ được thôi chứ nước đen cũng cạn. Ngoài đó có cái ao, lôi ra ngoài câu cái ao. Rồi về trên câu nha. Đứng chỗ này câu được mấy chỗ luôn. Sáng nay anh Phương anh mất làm mà không có đi câu được. Có nhờ anh kia dắt anh vô đây. Con bào này cá lớn còn cả ký, ký mấy cũng có luôn. Bây giờ trên nấu cơm nha mọi người. Thì may là sáng anh Nam câu được con cá chim. Ký mấy á, đã không? Ăn màu nhái luôn nha. Câu bên cái bào á. Rồi nấu canh chua, cái chim nấu canh chua. Trình hái rau chạy, nấu canh chua. Nên là ở đây có rau chạy. Quá trời luôn. Non ghê luôn mọi người. Đây anh Phương nói cái đây là cái cây này là đặc sản của Bình Phước mọi người. Gọi là cây lá nhíp nha. Nhíp rau nhíp đúng hết. Cái lá nó như vậy nè. Hái mấy cái lá non nó đỏ đỏ vậy nè. Chanh thực ra chanh mới biết không? Chanh không biết cái loại rau này nha. Mới anh Phương nói mới biết. Phước có hai loại, một là đọt mây, hai là lá nhíp. À. Đặc sản đó. Người đồng bào nó hay hái lắm, vô rừng tới gặp nè. Không, cái này anh nói em mới biết chứ. Này coi sức mà em gặp ngoài chắc không dám hái đâu. Không dám hái đâu. Không biết đâu. Không biết ăn vậy chết luôn. Hay tung lá ngón thôi bà. Để có lá ngón đâu.
Ăn cơm. Mời mọi người ăn cơm. Rồi mời mọi người ăn cơm nha. Cơm trưa. Ở canh chua món đặc biệt luôn, canh chua cá với điều với rau rau chạy, các loại rau hái trên rừng điều thì bên kia có cái vườn điều. Nam ăn gì? Ăn đồ. Nam ăn bún. À vậy ha. Anh ăn thử coi em nấu làm sao. Rồi, okay. Thử Nguyễn Chanh nấu. Hoa mà này chả lụa mua ngoài. Rồi mời anh em nha. Nóng ngon, con chua ăn nóng ngon. Chả lụa mua chẳng phải là câu đâu nha. Chả lụa mua câu được chả lụa. Chả lụa mà câu được mới lạ. Chả lụa mà kêu câu nữa chết luôn á. Hên sáng anh Nam câu được con cá chứ không là tiêu. Đúng rồi. Rau chạy trước đi. Ngon. Cái gì nó không chắc hả, hay hả? Đúng không? Quá đã luôn. Điều quá hả? Nấu lên đâu chắc không anh? Đúng rồi. Người ta lấy người ta khâu cá, điều canh canh đó, còn đã lắm. Nấu canh chua điều thì bỏ điều ít thôi, đừng bỏ nhiều. Bỏ một hai trái thôi, bỏ nhiều nó không ngon. Ăn cơm xong rồi tranh thủ lôi cái xuồng ra ngoài hồ này. Ra ngoài đó có lỗ, ra ngoài đó câu. Qua nay thì chưa có cá, được có con nhỏ thả rồi. Kỳ vọng là chiều nay có Hugo. Trên thấy ở ngoài kia có một cái lỗ, mọi người ở đây không có thấy. Phải lên tuốt lên kia rồi dòm xuống thấy có cái lỗ bự lắm. Nhưng mà không có cái đường để lôi xuồng ra. Bây giờ Chanh đi trước, Chanh phát một cái luồng. Phát một cái luồng để lôi xuồng ra. Rồi giờ Chanh mới dọn xong cái đường xuồng ra ngoài mọi người. Mình phát cái cây này cũng tích cả tiếng đồng hồ hơn á, cả tiếng đồng hồ á. Giờ lôi xuồng ra thôi. Cũng hơi nặng. Cởi giày ra, đi chân không chứ. Lọt cái giày xuống là rút lên không được luôn. Nước sâu lắm nha mọi người. Chứ phải cạn đâu. Trên lôi ra ngoài trên cho mọi người xem cái lỗ câu đã lắm. Ở trên ra tới chỗ rồi mọi người. Đây cái lỗ bự ghê luôn. Mình quăng hết ga luôn á mới tới bìa ở ngoài đó. Muốn câu được Hugo thì phải ra được mấy chỗ này nè. Trình quang được hai đường, một đường cặp bên trái, một đường cặp bên phải cái lỗ. Bây giờ Trình ra cần Trình câu nha.
rồi đỡ rồi. Dính đấy, dính đấy mọi người, cá nhỏ à. Trời ơi, trên tưởng bự chứ. Nó nhào theo đớp à. Ở ngoài đây mà cá nhỏ. Đen thui. Cá ở đây đen thiệt. Cầm nghe chắc thịt ghê. Một con đầu tiên nha. Rồi chanh. Rồi chanh tiếp tục nữa nha. Nước sâu nhưng mà cá nhỏ xíu. Ê, nữa, còn nữa. Cá nhỏ nữa mọi người. Vừa quăng xuống đường đầu tiên luôn. Giờ nó chịu ra rồi đó. Rồi, hai con. Trên mới câu lên con kia cái quăng đường kế tiếp cái dính đây. Đen thui mà chắc thật ghê luôn. Hai con nha. Đó đó, nhà được đớp mọi người. Đính nữa. Đây, con thứ ba nha. Ui ui, con này trọng hơn. Trọng hơn hai con hồi nãy nè. Ù, cá đây nó cứng ngắt nè mọi người. Cầm lên ngắn cứng. Cá này dễ thịt nữa, nặng lắm nè. Ba con rồi đó. Rồi giờ trên quăng đường bên đây. Đường bên trái, nãy giờ chưa có câu. Đớp mọi người. Úp dính đó. Hugo rồi mọi người ơi. Hugo à. Ôi. Dính chỗ đó rồi. Vướng không lên luôn, không ra luôn mọi người. Giờ chanh lội ra chanh lấy nha. Hugo mọi người ơi. Ui. Ui. Hugo. Ui. Hugo. Cho mọi người xem Hugo nè mọi người. Ủa, con này nó bự quá trời luôn. Nè, chanh nấm nó hở tay vậy nè. Con này chắc ký rưỡi trở lên đó mọi người. Này chắc ký rưỡi quá.
chiều hôm qua Chanh xảy con Hugo mọi người, xong Chanh lội xuống, lội xuống cái câu nữa nó không ăn luôn. Sáng nay Chanh xuống Chanh câu mà cũng không ăn luôn, tới bây giờ nó mới ăn nè. Bây giờ trưa 10 giờ rồi mọi người. Bữa nay thời tiết nó trở lạnh đột ngột nên cá nó chậm ăn. Chanh chèo ra cái lỗ, này hôm qua Chanh câu lỗ bự này nè. Chanh chèo ra ngoài Chanh câu cái lỗ ở trong nhỏ bên bên đây nè. Không ăn, không ăn. Chung quay qua Chanh câu bên đó. Ôi khéo ra nó táp đã ghê luôn. Chanh nắm hở tay nè. Có lóc đen mà khủng rồi. Hugo. Mọi người đoán thử ký mấy mọi người. Con này phải từ chắc trên 1,5 kg quá. Chanh nghĩ chắc khoảng 1,6 kg. 1,6 kg, 1,7 kg. Ui. Ui hàng khủng rồi. Ui Hugo. Thôi đường con này ngon quá, Chanh về luôn nha mọi người. Cuối cùng cũng có hàng khủng rồi. Con này về Chanh cân. Giờ về tới nhà chắc cũng trên 100 cây á. Đây là Bù Đăng nha mọi người. Huyện Bù Đăng, Bình Phước á. Rồi Chanh cũng về tới nhà rồi mọi người. Đây là thành quả của Chanh đây. Câu có một cái lỗ đó. À, con Hugo mới câu lên nè. Với ba con nhỏ này câu bữa hôm qua. Giờ Chanh cân con bự nha. Ui. Nè cá bự. Con cá này 1,650 kg nha mọi người. Quá bự luôn. Gần 1,7 kg nè. Hugo, đúng Hugo luôn á. Đây mấy cái nhỏ, này Chanh không cân luôn nha. Bữa nay được con này chứ kỹ, chắc kỷ lục luôn mọi người. Kỷ lục luôn rồi. Vậy thôi Chanh kết thúc clip tại đây nha. Nếu mọi người thấy clip hay cho Chanh một like và đăng ký kênh ủng hộ Chanh nha. Cũng nhờ anh Phương dắt Chanh đi được cái chỗ ngon. Mọi người ai có muốn giao lưu với anh Phương thì xem cái bình luận đầu tiên Chanh dán cái đường link cái video của anh Phương nha.